Từ thuở khai sinh của nền văn minh nhân loại, mặt trăng không chỉ là một hành tinh lặng lẽ treo trên bầu trời đêm, mà còn là một chiếc cầu nối giữa hiện thực và mộng tưởng. Qua từng thế kỷ, ánh sáng dịu dàng của nó đã len lội vào giấc mơ của con người, như một biểu tượng bất biến của những điều chưa biết, của những bí ẩn vĩnh cửu. Chúng ta từng ngước nhìn mặt trăng, không chỉ với con mắt khoa học, mà còn với tâm hồn thơ ca và trái tim đầy khát vọng. Phía sau bề mặt xám lạnh ấy, phải chăng ẩn chứa những bí mật của vũ trụ, những câu chuyện huyền thoại chưa từng được kể, hay là nơi chứa đựng lời giải đáp cho những khát vọng vượt khỏi mọi giới hạn của loài người? Thời gian trôi qua, sự tò mò của con người ngày càng lớn dần. Không còn hài lòng với những câu chuyện thần thoại, nhân loại quyết định vượt qua ranh giới của sự tưởng tượng, bắt đầu những hành trình đầu tiên khám phá mặt trăng. Vào năm 1969, dấu chân đầu tiên được in lên lớp bụi mịn của bề mặt này. Neil Armstrong đã nói, "Đây là một bước đi nhỏ của con người, nhưng là một bước tiến vĩ đại của nhân loại." Từ giây phút đó, mặt trăng không còn chỉ là một biểu tượng xa xôi nữa, mà trở thành điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá vũ trụ của chúng ta. Tôi là Kitten, và bạn đang xem Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một hành trình kéo dài hàng thế kỷ, từ những giấc mơ ban đầu đến những sứ mệnh tương lai đang dần hiện thực hóa. Hãy sẵn sàng khám phá, vì mặt trăng vẫn còn nhiều điều chờ đợi chúng ta, những điều có thể thay đổi mãi mãi cách chúng ta nhìn nhận vũ trụ và chính mình. Khi ánh trăng dịu dàng chiếu sáng bầu trời đêm, chúng ta không chỉ thấy một khối đá lơ lửng phát sáng, đó là một phần của câu chuyện vĩ đại, một bí ẩn hàng tỷ năm đang chờ được khám phá. Mặt trăng, với vẻ đẹp tĩnh lặng, đã từng là tâm điểm của những câu hỏi không hồi kết. Nó từ đâu đến? Tại sao nó lại ở đó? Mọi thứ bắt đầu từ một thời kỳ xa xưa, khi vũ trụ còn non trẻ và đầy những thiên thể đang hình thành. Theo những nhà khoa học, khoảng 4,5 tỷ năm trước, trái đất đang trong giai đoạn đầu của sự hình thành. Trong cái khoảnh khắc định mệnh đó, một hành tinh được gọi là Theia đã lao vào va chạm với trái đất. Cuộc va chạm khổng lồ này không chỉ để lại dấu ấn trên bề mặt của hai hành tinh, mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử hình thành của mặt trăng. Khi Theia va chạm, một lượng lớn vật chất từ cả hai hành tinh đã được phóng ra vào không gian. Những mảnh vụn này bắt đầu quay xung quanh trái đất, tựa như một vòng tay ôm lấy người bạn. Theo thời gian, những mảnh vụn này tụ lại, hình thành nên mặt trăng mà chúng ta biết hôm nay. Đó không chỉ là một sự kiện vật lý, đó là một khoảnh khắc vĩ đại của vũ trụ, nơi mà từ sự hỗn loạn, mặt trăng của chúng ta đã được sinh ra. Việc hiểu được nguồn gốc của mặt trăng không chỉ giúp chúng ta nhìn nhận lại lịch sử vũ trụ, mà còn giúp làm sáng tỏ những câu hỏi lớn hơn về chính hành tinh mà chúng ta đang sống. Mọi viên đá, mọi dấu vết địa chất trên mặt trăng đều kể một câu chuyện, ghi lại lịch sử của sự hình thành và phát triển của cả hệ mặt trời. Và tại sao chúng ta lại quan tâm đến tất cả những điều này? Bởi vì mỗi câu hỏi về nguồn gốc đều là một bước tiến trong việc khám phá bản thân chúng ta. Mặt trăng không chỉ là một vẻ tinh, nó chính là chiếc gương phản chiếu quá khứ, nơi chúng ta có thể tìm hiểu về chính nguồn gốc của mình và vai trò của chúng ta trong vũ trụ bao la này. Với mọi sứ mệnh khám phá, từ Apollo cho đến các chương trình hiện đại, chúng ta không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà thực ra rất sâu sắc. Điều này không chỉ là một cuộc hành trình trong không gian, đó là một hành trình dẫn dắt chúng ta đến với những hiểu biết mới, mở ra những cánh cửa cho tương lai của khám phá vũ trụ. Mặt trăng không chỉ là thiên thể lấp lánh trên bầu trời, mà còn chứa đựng những đặc điểm quan trọng, khiến nó trở thành một mục tiêu đầy tiềm năng cho nhân loại. Nhìn từ xa, chúng ta thấy nó tĩnh lặng và hoang sơ, nhưng bề mặt của nó là một cuốn sách cổ xưa, ghi lại những tác động mạnh mẽ của thời gian và không gian. Đặc điểm nổi bật của mặt trăng có thể kể đến là trọng lực yếu, chỉ bằng 1/6 so với trái đất. Không có khí quyển dày đặc bao phủ, mặt trăng phơi mình dưới ánh sáng mặt trời và chịu tác động của vũ trụ mà không có sự bảo vệ như trái đất. Bề mặt đầy các hồ va chạm khổng lồ, các đồng bằng Bazan hình thành từ núi lửa và các vùng cao nguyên cổ xưa, tất cả đều phản ánh một lịch sử đầy biến động và thú vị. Điều này giúp mặt trăng trở thành một bảo tàng sống, lưu giữ những ký ức vũ trụ mà không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên trái đất. Vậy, tại sao lại khám phá mặt trăng? Câu hỏi này đã làm say mê biết bao thế hệ các nhà khoa học, những nhà thám hiểm và thậm chí cả những người bình thường đang tìm kiếm ý nghĩa lớn hơn của sự tồn tại. Mở đầu bằng những câu hỏi đơn giản như mặt trăng đã hình thành như thế nào? Hay tại sao nó lại có tầm quan trọng đặc biệt với chúng ta? Chúng ta dẫn nhận ra rằng hành trình khám phá này không chỉ dừng lại ở những câu trả lời đơn thuần. Khám phá mặt trăng mang đến cho loài người những cơ hội không tưởng. Trước tiên, mặt trăng là một kho báu tài nguyên. Những gì nằm sâu dưới lớp bề mặt của nó có thể định hình tương lai của nhân loại. Helium-3, một loại động vị cực kỳ hiếm trên trái đất,
lại có trữ lượng lớn trên mặt trăng. Việc khai thác helium-3 có tiềm năng mở ra kỷ nguyên năng lượng sạch và dồi dào cho thế giới, cung cấp nhiên liệu cho các phản ứng nhiệt hạch, nguồn năng lượng bền vững và an toàn hơn cho tương lai. Bên cạnh tiềm năng về tài nguyên, mặt trăng còn là nơi thử nghiệm hoàn hảo cho các công nghệ tiên tiến mà loài người sẽ cần khi đặt chân đến các hành tinh xa xôi hơn. Trọng lực thấp, không khí khắc nghiệt và môi trường bức xạ cao trên mặt trăng mang lại cơ hội để kiểm tra khả năng sinh tồn và các thiết bị tiên tiến. Đây sẽ là nơi giúp chúng ta chuẩn bị cho các sứ mệnh trong tương lai. Hơn nữa, mặt trăng chính là cầu nối giữa quá khứ và tương lai của nhân loại. Nó không chỉ mở ra cánh cửa khám phá vũ trụ, mà còn cho phép chúng ta tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của hệ mặt trời, của trái đất và thậm chí là chính chúng ta. Những dấu vết để lại trên bề mặt mặt trăng chính là chứng nhân của quá trình hình thành hệ mặt trời hàng tỷ năm trước, một bức tranh thiên nhiên hoành tráng đang chờ đợi chúng ta giải mã. Những phát hiện từ mặt trăng đã không ngừng làm thay đổi cách chúng ta hiểu về vũ trụ và vị trí của chính mình trong đó. Các mẫu đất đá và các dữ liệu từ những sứ mệnh trước đây đã mở ra cánh cửa dẫn vào lịch sử 4,5 tỷ năm của mặt trăng, nhưng vẫn còn rất nhiều điều để khám phá. Điều đặc biệt hấp dẫn là các nghiên cứu về nguồn gốc của mặt trăng. Các lý thuyết hiện nay cho rằng mặt trăng có thể đã hình thành từ một vụ va chạm khổng lồ giữa trái đất sơ khai và một thiên thể cổ hành tinh có tên là Theia. Vụ va chạm này đã làm văng một lượng lớn vật chất vào không gian, và từ những mảnh vụn đó, mặt trăng dần dần được hình thành. Điều này không chỉ giải thích về sự tương đồng giữa mặt trăng và trái đất trong thành phần vật chất, mà còn giúp chúng ta hiểu hơn về cách mà hệ mặt trời đã từng trải qua những giai đoạn bạo lực và hỗn loạn. Về lâu dài, việc khám phá mặt trăng không chỉ đơn thuần là tìm hiểu quá khứ của nó, mà còn là hành động nhìn về tương lai. Các chương trình không gian đang hướng tới việc xây dựng các căn cứ lâu dài trên mặt trăng, nơi mà các nhà khoa học và phi hành gia có thể tiến hành những thí nghiệm trong môi trường vị trọng lực, nghiên cứu sự sống trong điều kiện không gian và thậm chí thử nghiệm các công nghệ tiên tiến cho các cuộc hành trình tới sao Hỏa và các hành tinh khác. Một trong những ý tưởng táo bạo nhất trong các kế hoạch này là việc thiết lập một trạm vũ trụ cố định trên mặt trăng. Với sự hiện diện của nước băng ở các vùng cực, chúng ta có thể biến mặt trăng thành một nguồn cung cấp nước, oxy và thậm chí là nhiên liệu thông qua các công nghệ tiên tiến để khai thác và chuyển hóa tài nguyên tại chỗ. Đây không chỉ là bước đi đột phá trong việc khám phá không gian, mà còn mở ra triển vọng về việc khám phá lâu dài và bền vững trong tương lai. Nhưng không chỉ dừng lại ở khía cạnh tài nguyên và công nghệ, mặt trăng còn mang đến những giá trị tinh thần sâu sắc. Nó là một biểu tượng của sự bí ẩn, một tấm gương phản chiếu khát vọng vươn tới của nhân loại. Việc khám phá mặt trăng không chỉ là hành trình của khoa học và công nghệ, mà còn là hành trình tìm kiếm những giới hạn mới, nơi con người không ngừng vượt qua chính mình, khám phá những bí ẩn của vũ trụ và tự đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của mình trong không gian rộng lớn. Những khám phá từ mặt trăng đã làm sáng tỏ một phần nào đó về hệ mặt trời và quá trình hình thành của nó. Nhưng đồng thời, chúng cũng đặt ra vô số câu hỏi mới. Những hộ va chạm khổng lồ, những dãy núi cao ngất ngưỡng và những vùng tối lạnh lẽo vẫn còn chứa đựng những bí ẩn cho được khám phá. Mỗi lần chúng ta đặt chân lên mặt trăng là mỗi lần chúng ta tiến gần hơn đến việc giải mã các bí mật về nguồn gốc của vũ trụ và chính trái đất. Sứ mệnh khám phá mặt trăng là một cuộc hành trình vĩ đại không có điểm dừng. Từ những phát hiện về Helium-3, tiềm năng của nó trong việc cung cấp năng lượng sạch cho tương lai, cho đến việc hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của các hành tinh và các hệ sao, mặt trăng đã và sẽ luôn là chìa khóa cho những cuộc khám phá sâu xa hơn về vũ trụ. Đáng chú ý nhất chính là chương trình Apollo của NASA, kéo dài từ năm 1961 đến 1972, với tổng cộng 17 sứ mệnh lịch sử. Trong số đó, Apollo 11 mãi mãi đi vào lịch sử khi Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Câu nói bất hủ của ông, một bước nhỏ của một con người, một bước tiến vĩ đại của nhân loại, vang lên như lời khẳng định sự thành công không chỉ của riêng một quốc gia, mà của toàn nhân loại. Hành động này không chỉ mở ra một trang mới cho khoa học, mà còn khơi dậy khát vọng chinh phục không gian trong lòng hàng triệu người trên khắp thế giới. Nhưng trước khi Apollo 11 chạm đến bề mặt mặt trăng, chúng ta phải kể đến những sứ mệnh tiên phong đầy quan trọng như các chương trình Lunar Orbiter và Surveyor của NASA. Những tàu không người lái này không chỉ chụp ảnh bề mặt mà còn nghiên cứu địa chất, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc của mặt trăng và chuẩn bị cho các sứ mệnh có phi hành gia sau này. Những dữ liệu quý báu từ các sứ mệnh này là nền tảng vững chắc cho việc lựa chọn địa điểm hạ cánh an toàn và khám phá bề mặt mặt trăng. Tuy nhiên, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất trong hành trình khám phá này. Liên Xô, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã để lại những dấu ấn đáng kể trên mặt trăng. Luna 16 của Liên Xô là tàu vũ trụ đầu tiên mang mẫu đất từ mặt trăng trở về trái đất vào năm 1970, một bước ngoặt trong nghiên cứu khoa học. Gần đây hơn,
Chandrayaan-2 của Ấn Độ đã mở ra những khám phá đáng chú ý ở vùng cực nam của mặt trăng, nơi có khả năng chứa nước băng, một nguồn tài nguyên quan trọng cho các sứ mệnh trong tương lai. Những sứ mệnh này không chỉ mang tính chất khoa học, mà còn là sự khẳng định sức mạnh công nghệ và vị thế quốc tế trong cuộc đua chinh phục không gian. Nhờ sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ, những sứ mệnh không người lái hiện đại như Smartmon của ESA và Kaguya của Nhật Bản đã mở ra những góc nhìn hoàn toàn mới về mặt trăng. Các tàu này đã cung cấp dữ liệu chi tiết về cấu trúc bề mặt và giúp chúng ta xác định sự tồn tại của nước băng, yếu tố quan trọng cho những kế hoạch định cư lâu dài trên mặt trăng trong tương lai. Đây không chỉ là các sứ mệnh đơn thuần, mà là những bước đệm vững chắc, mở đường cho những cuộc hành trình vĩ đại hơn nữa trong vũ trụ bao la. Hiện tại, một loạt các sứ mệnh tiên phong đang được triển khai nhằm tiếp tục khám phá và khai thác tiềm năng to lớn của mặt trăng, với mục tiêu không chỉ là tìm hiểu mà còn xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai khám phá không gian. Một trong những bước tiến quan trọng nhất là chương trình Artemis của NASA. Được thiết lập để đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024, Artemis sẽ là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên phụ nữ đặt chân lên bề mặt mặt trăng, và đồng thời cũng sẽ đưa người đàn ông tiếp theo lên đó. Tuy nhiên, chương trình này không chỉ dừng lại ở việc đặt chân lên mặt trăng. Mục tiêu dài hạn của Artemis là thiết lập một cơ sở hạ tầng bền vững trên mặt trăng để phục vụ cho nghiên cứu khoa học và các sứ mệnh không gian sâu hơn, đặc biệt là sao Hỏa. Artemis cũng đang hướng tới việc xây dựng Lunar Gateway, một trạm không gian quay quanh mặt trăng, giúp các phi hành gia có thể dễ dàng tiếp cận bề mặt mặt trăng và tiến hành các sứ mệnh nghiên cứu liên tục. Đây sẽ là bước đệm quan trọng cho việc khám phá không gian sâu rộng hơn, đồng thời tạo ra một cơ sở vững chắc cho tương lai của khám phá liên hành tinh. Không chỉ có Mỹ, các quốc gia khác cũng đang tích cực tham gia vào cuộc đua khám phá mặt trăng. Nhật Bản, với sứ mệnh Kaguya, Selene, và gần đây là SLIM, Smart Lander for Investigating Moon, đã đóng góp nhiều vào việc nghiên cứu bề mặt và cấu trúc địa chất của mặt trăng. Đặc biệt, SLIM là một sứ mệnh thử nghiệm công nghệ hạ cánh chính xác, mở ra cánh cửa cho các cuộc thám hiểm khoa học cụ thể hơn, giúp xác định các địa điểm hạ cánh an toàn và phù hợp cho các sứ mệnh tương lai. Ấn Độ với sứ mệnh Chandrayaan-3 cũng đang tạo dấu ấn trong việc khám phá cực nam của mặt trăng, nơi tiềm năng nước băng được cho là rất lớn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu bạn yêu thích video này và không muốn bỏ lỡ bất kỳ khám phá mới nào, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để luôn cập nhật những điều thú vị về vũ trụ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.